Xin chào tất cả các anh chị và cô dì dì chú bác đang theo dõi kênh YouTube của Lan Rừng Con Tum ạ. Em là Vân Nam và hôm nay em chỉ về được một ít hàng như thế này thôi ạ. Vì nhân tiện hôm nay ít hàng nên là thời gian giới thiệu sẽ ngắn thôi. Vì vậy em sẽ kể cho mọi người nghe câu chuyện về nguồn gốc của loài hoa phong lan. Và em nghĩ rằng trong cộng đồng những người yêu lan thì mặc dù có nhiều người đã có kinh nghiệm rất nhiều năm chơi lan, nhưng mà không phải là ai cũng biết về nguồn gốc của cái loài hoa này. Thì câu chuyện kể rằng ngày xưa ở một cái bộ tộc nọ có một con chim có thể đẻ ra quả trứng vàng, và bộ tộc này thì rất quý con chim này. Vì vậy cho những cái cô gái của bộ tộc này luôn phiên ngồi canh giữ tổ của cái chú chim này, và khi chú chim này đẻ ra trứng vàng thì bộ tộc này sẽ lấy những quả trứng đó để làm đồ trang sức cho những cô gái trong bộ tộc này. Thì những bộ tộc lân cận thấy rằng bộ tộc này có nhiều đồ trang sức như vậy thì đem lòng ghen ghét đố kỵ. Và có một tên ở bộ tộc khác thì bắt đầu là thực hiện cái âm mưu là dụ dỗ một cô gái trong bộ tộc này, hứa hẹn là sẽ lấy cô ấy để cô ấy kể ra cái câu chuyện về nguồn gốc của những cái đồ trang sức. Và vì cô gái thì nhẹ dạ cả tin nên là đã tiết lộ bí mật về con chim đẻ trứng vàng cho cái anh chàng xấu tính này. Và anh chàng này thì bắt đầu là dẫn những cái người khác từ những cái bộ tộc khác tới để xâm chiếm, để chiếm đoạt lấy con chim đẻ trứng vàng này. Thì lúc này những cô gái đang canh giữ bên tổ của chú chim cảm thấy là rất chi là lo sợ và không biết làm thế nào để bảo vệ con chim của bộ tộc mình. Vì vậy những cô gái này đã nghĩ ra một cách, đó là các cô gái thì leo lên những cái cành cây ở trong cái khu rừng đó và bám chặt cành cây đó vô để cho những cái người xâm nhập kia không biết được là đâu là cái cành cây mà có con chim đẻ trứng vàng. Thì những cái kẻ xâm nhập này dùng đủ mọi cách, từ đe dọa cho đến dụ dỗ các cô gái, nhưng mà đều không thành công. Vì vậy chúng tức giận quá thì đã lấy tên lửa và bắn chết các cô gái. Nhưng mà dù có bị bắn chết đi chăng nữa thì những cô gái này cũng rất là kiên cường bất khuất và ôm chặt lấy cành cây không chịu buông. Cảm động trước cái sự hy sinh cao cả của những cô gái này thì một cái thầy pháp sư thì đã làm phép để biến cho những cô gái này trở thành những đóa hoa xinh đẹp mọc trên những cái thân cây cao. Và những cái đóa hoa này thì không những là xinh đẹp mà còn tỏa hương thơm ngát và có sức sống vô cùng mãnh liệt. Đó là nguồn gốc sự ra đời của hoa phong lan. Và cái hoa phong lan thì tượng trưng cho một cái vẻ đẹp rất chi là cao quý và rất chi là mãnh liệt, cũng tượng trưng cho những cái đức tính tốt đẹp của những người con gái đã hy sinh để bảo vệ cho lợi ích chung của bộ tộc. Và em nghĩ rằng hoa phong lan thì mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp như vậy, thì những người mà yêu lan thì chúng ta cũng nên là biết quý trọng loài hoa này. Và cũng cũng có thể là giống như bây giờ mình chưa mua được những cái đóa hoa đẹp, hay là bây giờ mình chưa có cơ hội để mình mua được những cái loài hoa mà mình thích, thì sau này mình sẽ có cơ hội mua thôi. Vì vậy nếu như mà chúng ta bây giờ các anh chị chưa mua được hàng thì sau này các anh chị cũng cứ hoan hỉ, và sau này thì mình sẽ có cơ hội mua. Bởi vì một khách hàng đã nói với em rằng yêu lan là chờ đợi, nên là cái việc mà mình không mua được hàng hoặc là mình mua được hàng mà nó có không như ý thì đó cũng chỉ là những cái chuyện bình thường thôi. Miễn sao mình cảm thấy là yêu cái vẻ đẹp của loài hoa này thì mình sẽ có cơ hội để mua được những cái đóa hoa đẹp hơn trong tương lai. Và em kể câu chuyện này thì cũng chỉ để cho vui thôi ạ. Sau đây thì em xin giới thiệu về các mặt hàng của ngày hôm nay. Đầu tiên như thường lệ thì em có giả hạt, nhưng mà hôm nay giả hạt về thì không có được nhiều, chỉ được ít thôi. Nhưng mà một tin vui đó là giả hạt hôm nay rất là đẹp, thì em xin giới thiệu sơ qua. Đầu tiên cái lô bên này thì là để cho khách khách đặt rồi, em quay sơ qua để cho khách thấy thôi. Anh Lê Cao Phương ạ, hôm qua anh đặt chúc Phật bà và giả hạt thì hôm nay về. Đây là 10 mầm cổ ruột, giá là 1,5 triệu, rất là xanh tươi đẹp. Em đã rễ riêng là cho anh. Mầm nào mầm nấy cũng đều rất là đẹp nha. Đây, cái này là của anh Lê Cao Phương đặt rồi ạ. Tiếp theo là hôm qua em còn được hai mầm cổ ruột giá là 300, có một mầm bị gãy ngọn nữa. Thực ra cái này thì khách đã đặt từ sớm rồi, nhưng mà cuối cùng thì khách hủy.
Nên là bây giờ em còn lại đây, như hôm qua em đã quay kỹ rồi thì bây giờ em quay sơ qua cho các anh chị xem. Đây, mầm này bị gãy ngọn nhưng mà cũng rất là thân, rất là to, chắc khỏe và dài chắc được khoảng 50. Rồi, bên cạnh mầm này thì vẫn còn nguyên ngọn và thân thì vẫn rất chi là ok. Dề này thì giá vẫn như hôm qua thôi, đó là hai mầm cổ ruột, giá là 300. Tiếp theo thì em có những cái mầm đơn. Hôm nay em về toàn hàng đất côi thôi và không có đất lây. Mầm đơn này đều là những mầm đơn đẹp và dài, giá là 250 một mầm. Em sẽ quay cho các anh chị xem vì sao lại có giá như thế nhé. Ví dụ như là mầm này, mầm đơn này dài tới khoảng 70 hoặc là 80, thân cây rất là đẹp, thẳng và rất là chắc khỏe, lá cây cũng rất là to các anh chị nha. Cái phiến lá nó to, rất là to và nó ở trong nguyên một cái dề. Đây, gồm có hai mầm đơn thì mỗi mầm giá là 250. Thì nếu như mà các anh chị mua luôn cái dề này giá là 500 và chắc chắn là cái dề hoa này ở trong tự nhiên chắc chắn là mùa này sẽ cho ra hoa thôi. Còn mình về thì tùy vào cách chăm sóc và điều kiện khí hậu thì sẽ cái này thì em không biết chắc, nhưng mà ở trong tự nhiên chắc chắn là cây sẽ cho ra hoa, bởi vì cây đã có dấu hiệu thắt ngọn và tập trung hết dinh dưỡng vào phần thân, thân to khỏe như thế này. Đấy, tiếp theo mầm đất côi tiếp theo giá cũng là 250, mầm cũng dài được khoảng 70 đến 80. Đây là ngọn cây, cây vẫn chưa có dấu hiệu thắt ngọn và rất chi là to khỏe, lá cũng còn rất là xanh tốt, thân cây rất là chắc nịch. Khi mà cầm thân cây và gõ nhẹ xuống dưới mặt sàn thì mình nghe cái âm thanh vang lên rất chi là chắc chắn của cây. Đây, lá vô cùng đẹp luôn, lá này vẫn còn xanh tươi tốt bởi vì lá nó úp ngược vào trong như thế này, khi vận chuyển không bị xây xát gì hết. Đây các anh chị xem, mầm này cũng là 250 à, và chắc chắn là ở trong tự nhiên thì mùa này sẽ cho ra hoa. Tiếp theo là hai mầm đắc côi này, là hai mầm đắc côi ruột, thân thì thẳng tăm tắp đây và lá rất chi là đều. Các anh chị xem như mầm này thân thẳng tăm tắp và lá rất chi đều. Mầm này thì ngắn hơn hai mầm kia một chút xíu, mầm này dài khoảng độ 60. Đây các anh chị xem, thân đẹp kinh khủng. Đây, và giá là 250 một mầm. Đây em gõ nhẹ xuống dưới sàn thì nghe cái âm thanh rất chi là chắc chắn của cái thân cây va đập vào sàn. Đây. Và những cái mầm ở đây thì đều là ở trong dề nha các anh chị. Giống như mầm này nè, thì có ở trong dề có một cái mầm xanh nhỏ nữa. Cái dấu này là do cái cây gập lại chứ không phải là bị gãy gì cả. Đây mầm này cũng ở trong dề và dề cũng rất là khỏe chắc chắn. Những cái thân già cũng rất là đẹp chắc chắn. Và ở dưới là còn những cái thân già vẫn còn màu xanh này. À, tương tự mầm này cũng 250 là mầm đắc côi cổ ruột. 250 cũng dài khoảng độ 60 và gồm rất là nhiều thân già. Dề này gồm rất nhiều thân già. Thì mầm này giá là 250. Đây em có 1, 2, 3, 4, 5. 5 mầm giá là 250 một mầm. Trong đó có một dề gồm có 2 mầm. Rồi, hàng này cực kỳ đẹp luôn ạ. Tiếp theo là em có những mầm đơn. Mầm đơn này thì giá là 150 một mầm. Mầm đơn này dài khoảng hơn 40 cm. Và những mầm đơn này thì cũng không phải là mầm đơn riêng lẻ mà đều là những mầm đơn ở trong dề có thân già. Đây, ví dụ như mầm đơn này, em này là một em cổ ruột, dài được khoảng hơn 40 cm. Thân rất là to và chắc khỏe, các anh chị có thể nhìn nè. Thân rất là to và chắc khỏe, cầm vô là thấy chắc nguội luôn. Đây, hay là như em này. Em này thì thân cong, không thẳng như em hồi nãy, nhưng mà thân đồ cũng rất là chắc khỏe và cũng ở trong một cái dề, ở trong một dề có nhiều thân già. Rồi hai em ở dưới đây cũng vậy ạ, cũng đều dài khoảng hơn 40, ở trong dề có thân già và thân chắc khỏe, giá là 150 một mầm. 150 một mầm. Nên chị nào lấy hết 6 mầm thì sẽ em tặng thêm cho một em này. Em này thì bán lẻ cũng khó nên tặng thêm vô cái lô này là 6 mầm, 150 một mầm ạ. Tiếp em có một dề, dề tiếp theo gồm có hai mầm đắc côi dài khoảng 50 cm, giá là 300. Hai mầm này thì tính ra là một mầm cũng là 150, nhưng mà hai mầm này thì ở trong dề luôn. Đây, và mầm cũng rất là chắc khỏe, lá thì chưa có dấu hiệu xây xước gì, đều rất là đẹp.
phiến lá dày và đẹp lắm. Đây, các anh chị xem thân thân cây nè. Rồi đây là cái dề nguyên bản. Khi mà cây mọc thì cây 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 mọc trong cây sẽ mọc như thế này đấy. Và rủ xuống như vậy. Đây, dề này gồm có hai mầm và nhiều thân già, giá là 300. Dài khoảng 50. Tiếp các anh chị so sánh với dề tiếp theo hai mầm nhưng mà giá là 200, bởi vì ngắn hơn, dài khoảng hơn 40 cm thôi. Cũng có nhiều thân già cũng trong một cái dề, nhưng mà dề này thì cái hình thù của dề không được đẹp bằng cái dề hồi nãy. Còn về mầm cây thì cũng rất là đẹp, chắc khỏe, cầm lên một cái thì mình chỉ cần ấn nhẹ như thế này cảm thấy thân cây chắc khỏe vô cùng. Đây ạ, lá cũng xanh tươi và đẹp hết cả. Hai mầm này giá là 200. Hôm nay em phân ra lô nhỏ như thế này để cho các anh chị tiện mua. Đó là sơ qua về giả hạt. Và em cũng xin cung cấp thêm một ít thông tin, đó là dạo gần đây thì em có gặp một anh kia, ảnh có trồng, ảnh có lấy được giả hạt của vùng Gia Lai, đó là giả hạt măng giang và giả hạt ESO. Nhưng mà cái giá thì ảnh cũng chỉ là người bán và lấy lại từ cái người đi rừng thôi, ảnh không lấy được từ nhiều người, lấy được một vài ít thôi nên giá cũng hơi cao, cao hơn cái giá bán. Nếu như mà em lấy của anh này ấy, thì bây giờ em bán ra giá sẽ cao hơn một chút so với giá bán giả hạt thông thường ở vùng Kon Tum. Vì vậy em cũng muốn hỏi ý kiến của các anh chị rằng nếu như mà có nhiều anh chị muốn mua những cái loại giả hạt như là ESO và măng giang của Gia Lai thì em sẽ lấy một ít về để bán cho các anh chị xem thử như thế nào. Bởi vì em biết rằng có nhiều anh chị thì muốn sưu tập giả hạt của tất cả các vùng trên cả nước ấy. Nên là nếu như mà các anh chị có muốn sưu tập hai loại giả hạt này thì các anh chị hãy comment ở kênh YouTube để em được biết và em sẽ xem xét lấy hàng nha. Tiếp theo thì em có trúc mành. Trúc mành là một loại lan mà có thể nói là theo quan điểm cá nhân thì em thích nhất. Trúc mành ở đây em phân ra làm 5 bó để thỏa mãn nhu cầu của khách hàng ấy. Thì cái bó đầu tiên là bó to nhất. Bó đầu tiên là bó to nhất và rất là dài to như thế này, là em bán luôn là 500 một bó. Để anh chị nào muốn lấy số lượng nhiều thì mình lấy về nhé. Dài lắm, 500 một bó, lá còn xanh tươi tốt và rất là đẹp. Đây, đây là trúc mành 500 một bó. Hai bó tiếp theo thì mỗi bó là 200. 200 thì gồm những cây ngắn và những cái cây dài. Em đã cân đối hết thế này rồi. Dài chắc phải tới hơn 1m2 á. Cái ngọn mà dài nhất phải hơn là 1m2. Đây, bó tiếp theo là 200. Rồi, bó tiếp theo này cũng 200 nữa. 200 cũng gồm những cái dài chắc phải 1,5m mất. Đây, gồm những cái cây ngắn và cây dài nha các anh chị. Em đã bỏ cân đối rồi. Và bó cuối cùng là 100. Bó cuối cùng là 100 đây ạ. Bó cuối cùng 100, em quay rất rõ và chia cũng rất đồng đều rồi. Một lưu ý khi mà các anh chị mua trúc mành thì trúc mành là một cây rất chi là ưa ẩm và cây rất là dễ bị khô khi mà thiếu nước. Vì vậy khi mà vận chuyển đi thì chắc chắn là khi các anh chị nhận được á, cây sẽ rất là khô luôn. Và khi cầm lên á, rất là nhẹ. Bây giờ em ở đây thì nó rất là tươi tốt và đẹp, thì cầm lên rất là nặng tay, nhưng mà khi mà chuyển cho các anh chị cầm lên rất là nhẹ và cảm giác là nhẹ như rơm vậy á. Nhưng cái điều khác biệt đó là loại rơm này thì có thể cho ra những bông hoa rất chi là rực rỡ, còn rơm bình thường thì chỉ dùng để nhóm lửa thôi. Vì vậy khi mà các anh chị mua trúc mành thì các anh chị phải lưu ý là mình phải biết cách chăm rồi thì hãy quyết định mua. Và loại này thì cực kỳ ưa nước luôn, nên là khi về các anh chị hãy cứ tưới thường xuyên cho trúc mành và giữ cho không khí cực kỳ ẩm. Nếu như mà không tưới thì hãy cố gắng phun sương hoặc là trồng cây ở những nơi có bóng mát, không khí ẩm để cho cây được phát triển tốt nhất. Còn ở những vùng nóng á, mà mình chỉ tưới không thôi mà mình không giữ cho không khí ẩm thì cây cũng không thể phát triển tốt được. Nên các anh chị lưu ý về trúc mành nhé. Tiếp theo thì em có tam bảo sắc. Hôm nay về được tam bảo sắc thì em trả một ít hàng cho anh Thành. Tam bảo sắc hôm nay khá là đẹp, lá xanh và cây cũng khá là đẹp đều nhau. Tam bảo sắc thì 250 một ký, cây có 3 màu, hoa cũng khá là đẹp. Hoa có 3 màu. Tiếp theo em được một ít lụa vàng. Lụa vàng thì chắc được khoảng nửa ký thôi ạ. Lụa vàng là 300 một ký. Cáo này thì của hôm qua còn. Có vẻ như là em bán cáo thì không được tốt lắm, bởi vì chắc bên Cao Bằng thì bán cáo tốt hơn. Nên ở đây mọi người ít mua cáo của em.
Em có được kiều kiều thì đây là kiều tua và kiều cam hỗn hợp luôn, được khoảng hơn 1,5 kg. Và các anh chị nhìn nè, em có cái dề này, người ta lấy từ rừng về, người ta chặt từ cái thân cây từ rừng về. Và các anh chị nhìn nè, rễ bám vây quanh lấy cái cây, nhìn rất chi là chắc chắn luôn. Và nếu các anh chị mua ký thì em cân luôn cái dề này luôn nhé, bởi vì người ta bỏ cho em thì người ta cũng cân luôn cả cái khúc cây này luôn, chứ người ta không có tách ra. Đây, các anh chị nhìn và biết là đây là chắc chắn là hàng rừng rồi nha. Rồi, em còn được một ít vảy rồng giá là 150 một ký. Em kiều giá là 150 một ký luôn nhé các anh chị. Kiều hỗn hợp, vảy rồng 150 một ký. Rồi, đó là toàn bộ số hàng của ngày hôm nay ạ. Bây giờ em xin phân biệt sơ qua về các loại kiều, vì có nhiều anh chị hay hỏi em về cách phân biệt các loại kiều. Thì ở đây em có kiều tím, kiều cam và kiều tua. Mới nhìn qua thì cảm thấy là giống hệt như nhau luôn, từ lá tới thân. Và mình phải nhìn thật là quen thì mới có thể biết được. Đầu tiên thì em xin phân biệt kiều tua trước nha. Kiều tua thì khi phân biệt thì em chủ yếu phân biệt dựa vào thân thôi, chứ lá thì em cũng ít nhìn, bởi vì lá là tương đối giống nhau. Kiều tua thì thân có màu xanh và thường có những cái rãnh như thế này, có những cái rãnh như thế này, rãnh nó, và ở bên ngoài thì có một cái lớp trắng bao lại như thế này, thì đó là kiều tua, nhìn cũng khá là dễ biết anh chị ạ. Đây, kiều tua này, đấy, có những cái đốt đốt lên như thế này và thân màu xanh, có những cái vảy trắng. Kiều cam thì giống như tên gọi thì thân màu cam nên rất dễ phân biệt. Các anh chị nhìn này, thân màu cam và dễ phân biệt hơn. Nhưng mà tuy nhiên thì có những cái thân non thì cũng không phải màu cam, mà thân non thì cũng màu xanh xanh như thế này. Thế là khi mà mình nhìn thì mình nhìn luôn cả thân già và thân non để cho mà dễ phân biệt. Với lại kiều cam thì các anh chị nhìn này, thân cũng hơi vuông này, các anh chị nhìn có những cái góc cạnh vuông. Còn kiều tua thì có những cái đường như thế này này. Đấy, còn kiều cam thì không có những cái đường đấy. Còn về kiều tím thì cũng khá là dễ phân biệt, bởi vì thân của kiều tím thì nó không có cam đậm như kiều cam, mà cũng không có kiểu như xanh như kiều tua, mà kiều tím thì thân cũng màu hơi nâu nâu và có những cái đường rãnh như thế này. Một đặc điểm nữa là lá của kiều tím rất là to. Đây, lá rất là to, khi mà em bán thì em thấy lá kiều tím to lắm và thân thì cũng khá là dài. Đây, đây là kiều tím. Nhìn quen, mới nhìn thì hơi khó phân biệt, nhưng mà nhìn quen rồi thì sẽ phân biệt được hết thôi các anh chị. Và về hoa thì kiều tím thì có hoa màu màu tím, còn kiều cam thì hoa màu vàng, kiều tua thì hoa màu vàng luôn. Có môi tua á chị, hoa màu vàng, nhưng mà các anh chị thấy là có cái môi tua nó tua ra ở chỗ cái lưỡi hoa. Rồi, đó là toàn bộ số hàng của ngày hôm nay ạ. Hôm nay em lên clip hơi trễ. Xin chào tất cả các anh chị và chúc các anh chị có một ngày cuối tuần vui vẻ nha.